Xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn nhé. Tiếp tục vào khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần thì em Trâm sẽ lên sóng live stream trực tiếp cũng như là báo giá tất cả xe hiện tại đang có trong bãi cũng như là một số đầu xe mới về trong ngày cho toàn thể quý anh chị nhà mình vào tham khảo cũng như là quan tâm về xe tại cửa hàng bên trong các nhé. Lúc nào cũng duy trì từ 120 cho tới 150 đầu xe để phục vụ cho toàn thể quý cô bác và quý bà con. Em chào anh Giai Thế Mạnh nhé. Cảm ơn anh Giai Thế Mạnh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Chắc là cũng nhờ một phần nào đó may mắn của anh Thế Mạnh thì ngày hôm nay em cũng chốt được hai xe rồi anh nhé. Sáng thì chốt nói chung là một chiếc Eco Sport đời 2015 đăng ký 26 màu đen và một chiếc Innova. Thì buổi chiều ngày hôm nay anh Giai ở bên Thái Bình vừa mới sang xem rồi. Nói chung là ngày hôm qua thì trên buổi live thì anh Trai cũng đã quan tâm rồi và cũng đã alo trực tiếp cho em rồi. Đúng như hẹn thì ngày hôm nay anh Giai sang xem trong vòng khoảng tầm 2-30 phút thôi nhá. 2-30 phút thôi thế là chốt rồi, cọc rồi. Chờ ngày đẹp là bên em sẽ ship xe về trả cho anh nhá. Em cảm ơn Giai anh Công rất là nhiều. Em chào anh Thuân Phạm này. Nên là rất là cảm ơn tất cả quý hàng thân yêu nhà mình. Các bác đã gần như những bác mà mua xe của em thì đều gần như là ngày nào cũng tham gia livestream cùng em. Đó, và cũng có tư vấn và trao đổi anh em rồi. Đến chung kết thì nó cũng là quá là tuyệt vời nhá. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đầu buổi live thì em Trâm xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả quý hàng thân yêu nhà mình. Chúc cho các bác có một buổi tối thật là vui vẻ bên những người thân yêu, bên gia đình này, bên những người thân yêu, và một bữa cơm thật là ngon miệng đó nhá. Đừng quên là dành tặng cho em Trâm xin một lượt tim, một lượt like ở cuối màn hình bên phải và chia sẻ bài ủng hộ đẩy thuyền giúp em lên các trang mạng xã hội cũng như là các trang hội nhóm. Đẩy thuyền giúp em nhé. Chị gái sáu quá mong là cũng được nhiều hơn nữa. Ok, cảm ơn anh Giai Thế Mạnh rất là nhiều. Anh Giai Thế Mạnh là một người anh Giai rất là tuyệt vời, gần như là ngày nào cũng đều đặn đến giờ lên sóng của em Trâm thì đều vào tham gia livestream cũng như là ủng hộ em bằng những lượt tim, lượt like và chia sẻ bài nhé. Cảm ơn anh Giai Thế Mạnh và tất cả quý hàng thân yêu nhà mình rất là nhiều. Các bác nhớ dành tặng cho em xin một lượt tim, một lượt like được không ạ? Ngày hôm nay thì cảm giác là hơi yếu các bạn. Hơi yếu rồi bởi vì hôm nay thời tiết là cũng không phải rét mà cũng không phải nóng, nhưng mà chắc là do tiếp khách quá nhá, do là tiếp khách cũng gần như là cả ngày ở ngoài trời luôn. Nên là đến buổi tối thì cảm giác như là nó không được nhanh, không được khỏe như mọi khi. Đấy là rất là mong những lượt chia sẻ của bà con ủng hộ đẩy thuyền giúp em nào. Đấy coi nhá, ủng hộ đẩy thuyền giúp em nào để cho cái buổi tối ngày hôm nay nó sẽ sôi nổi hơn. Thường thường khi mà các bác vào đông thì em sẽ quên mệt luôn. Đấy, nếu như các bác vào đông thì em sẽ quên mệt luôn, nói sẽ to hơn và like sẽ khỏe hơn nhá. Nên là mong chờ những cái lượt thả tim thả like này cũng như là chia sẻ bài và những cái lượt bình luận trực tiếp trên live. Đó, các bác quan tâm mẫu nào thì mình cứ mạnh dạn bình luận trực tiếp trên live để em Trâm được tư vấn cũng như là được phục vụ cho cả nhà mình quá nhá. Rất là nhiều xe, xe chỉ loanh quanh từ 58 triệu cho tới 7-800. Đấy, và ngày hôm nay thì em về thêm xem nào. Về thêm khá là nhiều xe nhá, về thêm rất là nhiều những dòng xe phân khúc cỡ C. Ví dụ như là Cruise hoặc là Avante nhá. Kia Morning hoặc là Spark này. Em chào anh Giai ông Lân Dân nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Xinh hay không nhưng mà cứ được các bác khen này em cảm thấy rất là vui. Nên cảm ơn anh Giai rất là nhiều nhá. Các bác nhớ là hãy dành tặng cho em xin những lượt chia sẻ đẩy thuyền giúp em Trâm nào. Các bác ơi, đẩy thuyền giúp em nào, chỉ mong chờ những lượt chia sẻ của bà con thôi. Các bác càng chia sẻ nhiều đến mua xe thì em tặng thêm quà nhá. Ví dụ như là mấy anh Giai ngày nay tặng quà cho anh bảo thôi tặng quà anh không lấy đâu, bớt thêm vào xe cho anh. Ok có nhá, ok hết, hạ giá cho bác luôn. Thay những phần quà 3-5 triệu, đấy, 3 triệu, 4-5 triệu thì thay cho bác vào cái giá xe. Em sẽ hạ giá xe xuống để cho các bác có thể gọi là sử dụng cái phần quà đó theo ý của mình nhá. Em cảm ơn anh Giai Tuấn Hữu nhá, quay chiếc 58 triệu. Ok, em sẽ quay luôn cho anh Giai xem này. Bây giờ thì em xin phép được chuyển cam và báo giá nhanh. Chuyển cam và báo giá nhanh tất cả xe đang được trưng bày bán tại cửa hàng nhá. Rất là nhiều xe luôn các bạn. Về rất là nhiều xe luôn, xe về ngập bãi này, phục vụ bà con sắp Tết rồi. Gần như mấy ngày hôm nay các bác mua rất là nhiều luôn. Mấy ngày hôm nay mua nhiều luôn. Ngày nào cũng chốt vài chiếc. Đó, và đã chốt vài chiếc rồi thì xe đi rồi thì xe lại về nhá. Xe về nhiều, hôm nay về thêm vài chiếc Captiva này, về thêm Kia Morning, về thêm Chevrolet Cruze, cũng như là về thêm một chiếc bán tải đẹp và về thêm chiếc Fortuner nhá. Fortuner đẹp luôn. Anh Giai Tuấn Hữu ơi, chiếc này là tiêu đề của đầu bài đi nhá. Anh có 300 mua được Vios E 16 không anh nông dân ơi? Nếu như 300 thì chưa được anh nhá. 300 mà mua được Vios E thì thực sự nó sẽ không được xe đẹp đâu anh nhá, không được xe đẹp đâu. Bình thường nếu như mà xe tư nhân, xe mang tên tư nhân thì nó phải loanh quanh tầm 340 đến 350. Nếu như vào chung kết nó cũng phải tầm 350 anh Giai nhá. Còn 300 mà mua được thì nó chỉ là xe gọi là đổi màu. Thứ nhất là đổi màu,
Đấy, bởi vì khi mà nói đổi màu thì anh Giang cũng đã lắm được rồi, màu xanh, màu vàng chẳng hạn, nó là xe của taxi ra, thực sự nó là xe taxi ra, thì giá nó sẽ mềm hơn vài chục triệu cho anh chị em nhà mình luôn. Tuy nhiên bây giờ các bác ấy làm cũng rất là tinh xảo luôn, nếu như mà không nói thì có thể các bác sẽ không biết đâu. Đấy, cái màu nó phun nguyên một cả con luôn, nên là nhiều khi các bác sẽ không biết đâu nhá. Giá tiền nó sẽ phù hợp với chất lượng của xe. Cà phê 5 chỗ gầm cao không em ơi? Có luôn anh Huy Mùi nhá, 5 chỗ gầm cao có nhiều luôn. Có nhiều cho anh lựa chọn luôn, có Hyundai Tucson cho anh này. Em chào anh Gia Bảo nhá, cảm ơn anh Gia Bảo rất là nhiều. Em xin nhận lời chúc của anh Gia Bảo này. Chúc cho tất cả quý khách hàng thân yêu của em Trâm có một buổi tối thật là vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Một ngày cuối tuần, một ngày nghỉ cuối tuần nhá, thật nhiều niềm vui anh chị nhá. Cảm ơn anh Gia Long Dân rất là nhiều, em cảm ơn anh Gia ông Long Dân nhá. Cảm ơn anh Gia Bảo nhá. Tiếp tục vào tiêu đề của đầu bài đây, có nhắc 58 triệu đồng là anh chị đã có thể sở hữu được một chiếc Matiz đời 2005. Xe 5 chỗ ngồi nhá, xe 5 chỗ ngồi mọi chức năng hoạt động bình thường, ví dụ như đèn đóm này, đèn pha, đèn hậu, đó có nhá. Hoạt động bình thường, còi kêu, điều hòa mát lạnh 5 chỗ ngồi. Sẵn đi thôi, các bác mua về kể cả là 5-60 triệu về chỉ đổ xăng đi thôi, không phải làm gì cả, bởi vì khi mà bên trong mua về thì cũng đã kiểm tra kỹ càng rồi. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động bình thường, ví dụ đó chỉ gọi là một phần lặt vặt thôi, đèn hoặc là còi các thứ, đấy, sửa mấy cái lặt vặt thôi. Còn về chất lượng thì bác yên tâm giúp em nhé. Ok anh Giai Long Nhân nhá, anh cứ tính thoải mái, anh Giai cứ tính toán thoải mái nhá. Anh Giai Nguyễn Đình Dũng ơi, vai ớt đời cao em lại chưa về thêm rồi, đợt này không mua được vai ớt luôn anh nhá. Không mua được vai ớt luôn, em cảm ơn anh Gia Bảo nhá, anh Gia Bảo rất là tuyệt vời luôn, gần như là một cái động lực rất là lớn cho em. Đấy, hôm nay thì qua 20 tháng 10 rồi nhưng vẫn được anh tặng hoa như thế này thì cảm thấy mình quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh nhá. Gầm cao ok anh Giai Khải Liên sẽ quay gầm cao anh Giai nhá. Em chào anh Tuấn Tú nhá, cảm ơn anh. Chiếc Matiz đời 2005 màu trắng đẹp biển thủ đô giá 58 triệu nhá. Xe 5 chỗ ngồi này. Quay gầm cao luôn cho anh nhá. Chiếc Hyundai Tucson này, Tucson gầm cao đời 2011. Số sàn máy dầu nhá, số sàn máy dầu. Loanh quanh khoảng tầm hơn 500 này. À hôm nay anh Giai ơi, anh Giai nào vừa quan tâm vai ớt thì ngày hôm nay em vừa mới về thêm một chiếc xe phải nói là bản siêu hiếm anh nhá. Siêu hiếm luôn, phân khúc cỡ B, hội tụ đầy ưu điểm, ví dụ như là bền lành và tiết kiệm và nhập khẩu nữa. Em về thêm Accent, một dòng xe phải nói là cực kỳ hiếm luôn, để em xem nó ở chỗ nào nhá. Accent đời 2016 số sàn. Đấy, bác nào tìm vai ớt thì có thể tham khảo Accent. Accent thì cái phần nội thất của nó tươi hơn nhiều nhá. Nó khác một chút với cái form, nhưng mà về cái độ bền lành và tiết kiệm thì ngang ngửa với Toyota luôn. Nó tiết kiệm xăng hơn cả Toyota luôn nhá. Gầm cao màu đỏ anh Khải Ly ơi, màu đỏ cam được không anh? Anh Giai Khải Ly nhá, em có Ford EcoSport đời 2016 zin toàn tập luôn. Màu đỏ cam anh nhá, màu đỏ cam. Màu đỏ không thì em không có, nhưng có màu đỏ cam này. Có xe nào tầm 150 có luôn anh Tấn Lực nhá. 150 có cả bản hatchback và bản sedan đều có luôn anh Giai nhá. Em cảm ơn anh Giai Tuấn Tú nhá. Chiếc Morning đời 2008 số tự động, động cơ là 1.0 phiên bản nhập bác nhá, một chủ từ đầu máy số Zinet này, nguyên một chủ từ đầu máy số Zinet màu xanh. Chiếc này em chào bán gửi tới bà con là 198 triệu, và đương nhiên là vẫn còn thương lượng thêm nhá. Xe một chủ thì mức giá của nó sẽ cao hơn một chút so với xe thường. Đấy, cao hơn một chút so với chiếc xe ví dụ như là 2-3 chủ chẳng hạn có nhá. Bên đây là chiếc Innova đời 2015 nhá. Sau chiếc này thì em sẽ đi quay xe gầm cao cho cả nhà mình cùng xem. Chiếc Innova đời 2015. Ok anh Giai Khải Ly nhá, được luôn đúng không anh? Màu đỏ cam hay màu đỏ đô thì nó cũng là màu đỏ. Đấy, nó cũng đều là màu đỏ, trên giấy tờ thì nó ghi là màu đỏ anh nhá. Nên là đều ok hết, em nghĩ là nếu như anh đã hợp màu đỏ thì chắc chắn là sẽ được nhá. Anh Giai Tấn Lực chờ em một chút anh Giai nhá. Em chào anh Trương Nguyễn nhá, cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn rất là nhiều. Anh Giai ơi, chia sẻ cho em chăm anh nhá, đừng quên chia sẻ cho em nào. Và cổ vũ cho em bằng những lượt tim lượt like nào. Ngày hôm nay tiếp khách khá nhiều, mới chốt được hai xe thôi. Gần như là hàng mười mấy top khách luôn, nhưng chốt được có hai xe thôi có nhá, không phải ngày nào cũng chốt được xe. Ok anh Giai Đức Quỳnh nhá, chờ em một chút em sẽ quay tập lái cho anh xem nhá. Còn rất là nhiều xe cho bà con, phân khúc giá tiền chỉ từ 58 triệu thôi cho tới 7-800. Đấy, đủ để cho các bác lựa chọn luôn khi mà đến với cửa hàng em Trâm nhá. Hiện tại chiếc Innova này nó là đời cao nhất, đời cao nhất luôn nhá, trong số 5-6 chiếc Innova. Ngày hôm nay chiếc 2010 em bán rồi, chốt rồi, chiều hôm nay chốt cho anh Giai ở Thái Bình rồi. Thực sự anh Giai cũng rất là nhanh vía,
quá nhanh nhẹn luôn. Xem xe khoảng chừng 2-30 phút. Đấy, sáng thì alo cho em bảo chiều nay anh xin phép nghỉ một hôm sang mua bằng được một chiếc xe của em Trâm. Bởi vì nghe em cũng như là theo dõi kênh em lâu lắm rồi, gần như là tin tưởng tuyệt đối, đúng như hẹn quá nhá. Chiều nay anh dai sang, đi xe máy sang cọc luôn vài chục triệu. Đấy, cọc luôn vài chục triệu. Và đúng mùng 6 đẹp ngày là dinh xe về rồi. Nên là các bác ơi, các bác đang quan tâm mẫu nào chất lượng ok, vào giá rồi là mua, là cọc đó nhá. Là mua là cọc thôi. Cứ phân vân, cứ chần chừ thì rất nhiều câu như là anh tiếc quá hay là em tiếc quá các bác nhá. Rất nhiều câu nói như vậy, quen thuộc luôn. Nên là các bác hãy nhanh nhẹn lên, thông thái lên các bác nhá. Vừa chân rồi, đúng tiền rồi. Em Trâm đã bao cam kết cho bác trên văn bản rồi thì vào việc các bác nhá, vào việc luôn. Em chào anh Giai Vinh Ngân nhé, cảm ơn anh Giai Vinh Ngân rất là nhiều. Tiếp tục là chiếc Innova đời 2015 bản E, zin từ lắp giàn cò. Và chiếc này em đang chào bán gửi tới bà con là 418 triệu. Và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm nhá, vẫn còn thương lượng thêm. Tiến sâu vào đây để quay cho anh chiếc đỏ cam, duy nhất một chiếc đỏ cam. Lát nữa em sẽ quay cho anh chiếc cho bác Lào stick Accent nhá. Lâu lắm rồi mới về được chiếc Accent bản nhập, bản chốt luôn. 2016 thì nó là bản chốt, bản cuối cùng của phiên bản nhập khẩu rồi. Hơn nữa nó là phiên bản số sàn cho các bác. Nên là khá nhiều bác lựa chọn để chạy gia đình cũng như là chạy thêm dịch vụ thì nó rất là hợp lý, bởi vì nó tiết kiệm xăng cho cả nhà mình. Đấy, tiết kiệm xăng quá nhá. Đếm xem chiếc Eco Sport màu cam, màu đỏ cam nó nằm ở đâu nhá. Các bác chờ em một chút nhá. À đây rồi. Đấy, ở ngay đây mà em chưa nhìn thấy, ở ngay đây thôi. Em chào anh Trần Đức này, em chào anh Phương Bình nhá. Em chào anh Phạm Lam này. Các bác vào tham gia livestream cùng em, nhớ là hãy dành cho em xin những lượt tin lượt like cả nhà mình nhá. Dành cho em xem những lượt xin những lượt tin lượt like nào. Anh Khải Ly ơi, Ford Eco Sport của anh đây nhá. Anh Khải Ly nhá. Ford Eco Sport đẹp zin cả xe luôn. Đấy, nếu như anh đã hợp màu đỏ cũng như là thích gầm cao thì chắc chắn chiếc này sẽ làm hài lòng anh 100% luôn. Bởi vì sao? Chất lượng em cam kết cho anh chiếc hãng toàn quốc luôn, giống như ngày hôm qua, ngày hôm nay. Check chiếc Eco Sport màu đen đời 2015, một chủ từ đầu đăng ký 2016. Anh Giai nhá, anh Giai ở bên Hải Phòng sang bảo em ơi, anh không cần xem xe. Đấy, thực sự nghĩ là các bác ấy tin tưởng em không cần xem xe, nhưng rồi sau bác bảo em cho anh ra check hãng là ok thôi, không cần phải xem làm gì cả. Bởi vì xem thì cũng đến thế thôi. Tin tưởng hơn thì các bác có thể là mang ra hãng check đó, khỏi phần cần phải mượn thợ hay là thuê thợ nhá. Không phải lo lắng gì, ra hãng check có vài trăm nghìn thôi, quá là ok. Cẩu gầm lên, check các kiểu, check đủ các thể loại luôn cho các bác luôn nhá. Nên là 2-10 năm em vẫn tự tin check toàn quốc thì chả có nghĩa lý gì. Đó, chiếc 2016 này lại không check được nhá. Chiếc này 2016 luôn. Eco Sport đời 2016, xe tư nhân, zin đẹp cả xe nhá. Biển 15 rồi. Đấy, chiếc này lại biển 15 rồi. Đời 2016, giá chào bán là 445. Chiếc này thì có màn, có cam, màn hình cam nùi, cam hành trình đầy đủ cho cả nhà mình. Đèn pha bi cầu màu xanh này, đèn pha bi cầu màu xanh. Đèn gầm cũng là đèn bi nhá. Sơn suy sáng bóng sạch sẽ, xe 5 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng. Chiếc này có bậc bước chân, có cửa sổ trời và có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cửa sổ trời cho cả nhà mình. Em này nó là bản titanium, quá nhìn này. Một chiếc xe chỉ cần nhìn nội thất thôi cũng đã thấy quá đẹp luôn rồi. Không có điểm gì để chê cả, nội thất zin liền đời. Vô lăng này, trang trí rất là đẹp luôn. Thực sự bác chủ này cũng quá là yêu xe rồi. Nhìn từ những cái thanh điều hướng gió điều hòa thôi, có nhìn lại độ cách điệu màu đỏ và màu đen nhìn cũng khá là đẹp mắt. Màn hình cam lùi đầy đủ, điều hòa auto tự động, đề lộ start top cho bà con nhá. Tích hợp túi khí an toàn. Đấy, tích hợp túi khí an toàn. Tắp ni tắp nô đẹp, dòng này thì 100% là xe gia đình rồi, không bao giờ có dịch vụ nhá. Dịch vụ thì thường thường các bác sẽ chọn những chiếc xe phải nói là cốp nó rộng rãi hơn, hoặc là tiết kiệm nhiên liệu, hoặc là 7 chỗ. Đấy, chiếc này nó là 5 chỗ thôi cả nhà mình nhá, 5 chỗ thôi. Anh Giai Tuấn Phạm ơi, Xpander em không còn chiếc nào anh nhá. Xpander em không còn chiếc nào. Anh Giai Trần Đức ơi, anh Giai Trần Đức ơi, làm bằng lái rất là đơn giản luôn. Anh Giai Trần Đức nhá, bên em Trâm hỗ trợ làm bằng lái cho anh luôn. Em chào anh Giai Nguyễn Nam nhá, cảm ơn anh Nguyễn Nam rất là nhiều này. Làm bằng lái rất là đơn giản thôi anh nhá. Vios đời 15-16 có luôn. Anh Giai Quảng Lặng nhá, anh Giai Trần Quảng Lặng, em có Vios đời 2015. Bản E số sàn, động cơ là 1.5 anh nhá. Màu bạc đẹp, máy zin. Đó, em chào bán giá tham khảo cho các bác là 345 anh Quảng Lặng nhá. Và đương nhiên giá thì vẫn còn thương lượng thêm này. Em cảm ơn anh Giai Thanh Tú nhá, xe rất là đẹp luôn.
Em chào anh Đình Thắng này, em chào anh Huy Bùi nhá. 5 chỗ gầm bờ cao đây anh Huy Bùi ơi, chiếc này quá đẹp luôn này. Chiếc này bao xếp hãng toàn quốc này, dòng xe Ford thì gần như bán rất là chạy. Bên em vừa rồi có 4 năm chiếc bán hết rồi. À, về thêm chiếc này đời 2016 và còn một chiếc 2015 nữa. Đấy, còn một chiếc 2015 màu xám lông chuột nhá. Còn một chiếc màu xám lông chuột nữa để cho các bác lựa chọn. Đấy, bác nào thích màu đỏ cam thì đây. Bác nào mệnh hỏa thì có thể tham khảo chiếc này nhá. Ngoài chiếc này ra thì em còn Civic cho bác đây. Dòng xe này thì cũng nổi tiếng là bền rồi. Bền lành nhá. Civic đời 2010. Đấy, 2010 số tự động. Dòng xe này cái form dáng của nó không giống ai luôn. Thực sự có nhắc không giống xe nào luôn. Độc quyền luôn, những cái form nó gọi là rất là đẹp luôn. Đời 2010 số tự động, động cơ là 1.8 có nhá. Em này động cơ là 1.8 và giá là 318 triệu cho anh em này. Anh Giai Khải Ly ơi, sang tên đóng biển cho anh xong cho anh giá tốt nhất. Ok anh Giai Khải nhá. Ok anh Giai Ly Khải nhá. Lát nữa anh em mình sẽ trao đổi thêm. Anh để lại số điện thoại cho em chăm anh Giai nhá. Lát nữa anh em mình sẽ trao đổi thêm. Sẽ cân đối cũng như là sẽ điều chỉnh cái mức giá cho anh làm sao để hợp lý nhất anh Giai nhá. Hợp lý nhất đôi bên này. Em chào anh Giai Lá Ngón này. Anh Giai Lá Ngón có cái lick lên hơi bị chất đấy anh nhá. Hơi bị chất luôn. Tiếp tục bên đây là chiếc Nissan Terna. Một dòng xe phải nói là đi ngang với Mac và Camry luôn cơ nhá. Ngang Mac và Camry nhưng giá thì lại chỉ như Morning thôi. Đấy, bác nào thích xe gọi là thuộc top ngang ngửa với phân khúc cỡ D thì đây nhá. Nissan Terna đời 2009 cho bà con nhá. Số tự động, màu đen đẹp, đèn pha bi cầu này, biển thủ đô, xe 5 chỗ ngồi. Một dòng xe phải nói đi cực kỳ sướng luôn. Âm thanh thì âm thanh của chiếc này không có gì để chê cả nhá. Ngang mới súp trầm luôn, quá hay luôn nhá. Táp ni táp nô đẹp, ghế lái chỉnh điện, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, có tư khí, có màn hình cam lùi, điều hòa auto tự động cho bà con nhá. Zin đét luôn, ghế da zin liền đời. Nissan Terna, máy cực kỳ khỏe luôn, đời 2009. Đấy, và giá là bao nhiêu nhỉ? Xem nào. Để cho bác là 318 triệu. Đó, cũng là 318 triệu cho chiếc Nissan Terna. Cực kỳ chất và đẹp nhá. Đời 2009 màu đen. Anh Giai Phú Lê ơi, em có bán tải anh nhá. Có nhiều bán tải cho anh xem luôn. Em chào bác Xuân Mai này. Cho xem Morning em ơi. Ok bác Xuân Mai nhá. Chờ em một chút em sẽ quay Morning cho bác xem này. Em chào bác Vinh Nghiêm này. Làm được bằng lái mua xe liền. Ok anh Giai Trần Đức ơi. Chắc là anh Giai Trần Đức thi chưa đỗ đúng không? Anh Giai Trần Đức ơi, chắc là anh Giai lại thi chưa đỗ rồi. Đấy, chứ còn thi bằng lái xe bây giờ quá đơn giản anh nhá, quá đơn giản luôn. Đây, ngày hôm nay thì vừa mới cho anh Giai bên Thái Bình xem chiếc Innova đời 2008. Anh bảo anh sang anh chỉ xem 2008 và 2010 thôi. Nên là xem hai chiếc, cuối cùng anh chọn 2010 nhá, giá yêu thương luôn. Chiếc 2008 này thì cũng rất là cứng cáp, xe tư nhân. Xe 7 chỗ ngồi, số sàn động cơ là 2.0 và bao không lỗi nữa nhá. Khung rằng sắt xi vuông đét luôn. Đấy, có đến thì em sẽ chỉ cho bác nhìn rất là dễ nhá. Bao cam kết các kiểu, có thể bán ship xa thoải mái luôn. Chiếc này em đang cho bán là 265 triệu cho Innova đời 2008. Đăng ký lần đầu là 2009 cho bà con. Anh Giai Trung Trần nhá, Civic đây anh ơi. Đúng luôn, Civic đây anh nhá. Vai ớt thừa thiếu thì ok anh Giai Ly Khải ơi, thừa thiếu tính sau. Cứ mang đến đây em đổi cho, thừa thiếu tính sau anh nhá. Đã thích rồi mà anh em mình sẽ vào việc được. Đấy, vào việc được luôn. Anh xe đẹp, em xe đẹp rồi thì chắc chắn không có cái gì để mà gọi là cản trở được anh Giai nhá, nếu như có duyên. Anh Giai Ly Khải nhá, yên tâm anh ơi. Em chào anh Giai Trần Đạt này, em chào anh Giai anh Giai Dũng, anh Giai Đỗ Văn Dũng nhá. Cảm ơn Giai Trần Đạt rất là nhiều, em chào anh Giai Trần Đạt nhá. Bên đây là chiếc Civic cho anh Giai là vừa quan tâm đây. Anh Giai Trung Trần ơi, Civic đời 2010 anh nhá. Số tự động, em này nó là bản 1.8 biển thủ đô, em sẽ quay nội thất này, vừa em chưa quay nội thất. Bản 1.8 biển thủ đô, số tự động, 5 chỗ ngồi, cực kỳ đẹp cho anh nhá. Nội thất ghế da, em sẽ bật đèn lên, quá chờ em một chút nhé, em sẽ bật đèn lên. Đó, bật đèn lên để quá nhìn rõ hơn. Nội thất ghế da tông màu kem, vô lăng đẹp, đấy, vô lăng đặc trưng của cái dòng gọi là Honda đây rồi. Đẹp luôn nhá, đầu đĩa nguyên bản, chiếc này thì chưa có màn hình cho cả nhà mình, chưa có màn hình OLED này. Chưa có màn hình Android. Táp ni táp nô đẹp. Trước này thì táp ni táp nô đẹp. Trần thì lên trần 5D chống nóng rồi. Sạch sẽ cho bà con đấy nhá. Lót sàn sạch sẽ này, táp ni táp nô đẹp luôn. Đời 2010 và đặc biệt nó là xe không lỗi. Không lỗi cho bác nhá. Nó hơi bụi bẩn một chút thôi. Trước này mà rửa đi thì lại sáng choang luôn.
rửa đi sáng choang luôn. Xe thì đi công vụ nhiều, mấy hôm nay trời mưa. Mấy ngày hôm nay trời mưa đi ăn cỗ đi công vụ nhiều nên là nó hơi bụi bẩn một chút nhá. Trước này em chào bán là 318 triệu anh ra nhá, và vẫn còn thương lượng thêm. Đấy, 318 triệu và vẫn còn thương lượng thêm cho anh nhá. À, anh Giai Phú Lê nhá, bán tải đời 14-15 à, anh Giai Phú Lê ơi. Em có bán tải Nissan, à không phải, em có bán tải là Chi Tông anh nhá. Mitsubishi Chi Tông đời 2016 hoặc là Mazda BT50 đời 2015. Số tự động một cầu máy dầu. Đấy, có BT50 đúng đời 2015 anh Giai nhá. Số tự động một cầu máy dầu màu xanh đá, máy số zin. Đó, tầm 458 triệu anh Giai nhá. Anh Giai Ngọc Cảnh nhá, giữ máy chờ em chút em sẽ quay cho anh hai anh xem bán tải luôn. Innova bao nhiêu tiền đấy em ơi? Anh Giai Văn Toàn nhá, Innova đời 2015, em cảm ơn anh Giai Trung Trần nhá. Innova đời 2015 đây anh nhá. Hiện tại thì còn duy nhất chiếc Innova đời 2015 này là cao nhất tại cửa hàng Minh Trâm này. Đấy, em này là đời cao nhất, đời 2015 số sàn. Xe tư nhân, chiếc này thì đẹp zin cả xe luôn. Zin từ lắp dàn cò luôn cơ nhá. Đời 2015 chạy khoảng tầm 7 năm rồi. 7-8 năm rồi mà lắp dàn cò vẫn còn nguyên. Đấy, nghĩa là chưa động chạm gì đến máy cả. Chưa động chạm gì đến máy cả. Cho bác xem qua về nội thất này. Hơi chật một chút. Đó, hơi chật một chút, em sẽ chỉ kênh kênh một chút như này thôi. Các bác có thể nhìn thấy táp ly này. Táp ly táp lô. Không phải là màu kem nữa nhá, nó gọi là màu xám nhạt. Táp ly táp lô đẹp sang này, nội thất ghế da mới. Ghế da này thì rất là mới rồi, trần còn nguyên. Ba vùng điều hòa độc lập, trước này không bị mất trần mới nhá. Trần lỉ nguyên bản theo xe này. Ba vùng điều hòa độc lập, em sẽ quay lên đây cho các xem bởi vì nó hơi chật một chút này. Vô lăng đẹp chưa? Các bác nhìn vô lăng đẹp chưa? Nói chung là đẹp nhá. Trước này là xe máy số còn zin mà. Zin từ lắp dàn cò luôn. Đời 2015 và mẫu này em Trâm đang chào bán gửi tới cả nhà mình là 418 triệu nhá. Và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm. Thực sự mức giá này vẫn còn thương lượng thêm cho anh em nào mà quan tâm thiện chí nhá. Các bác ơi, các bác lại chia sẻ ủng hộ đẩy thuyền giúp em Trâm nào cả nhà mình ơi. Đấy, cứ thập thò ở cái mức gọi là 7-80 bác vào thôi. 7-80-90 bác thôi. Chia sẻ giúp em, đẩy thuyền giúp em nhá cả nhà mình nhá. Anh Trung Trần ơi, quan tâm Civic để lại số điện thoại cho em nhá. 290 thì chưa được, cố lên anh. 290 thì cố lên anh nhá. Anh Giai Trần Đạt ơi, em xin lỗi anh Giai Trần Đạt nhá. Có lẽ là ngày hôm qua là live hơi muộn. Ngày hôm qua thì thực sự lúc ấy xuống live là khoảng tầm 8:30 rồi. 8:30 thì ngồi nghe điện thoại của các bác đến khoảng tầm 9 giờ. Nên là em chưa check được. 9 giờ thì về đến nhà lại là 9:30 rồi, 9:30 thì lại loanh quanh cơm nước các thứ thì nó lại quá muộn. Nên thành thử ra là em lại chưa kịp iBook cho anh nhá. Anh Giai Trần Đạt nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ iBook lại cho anh. Anh Giai Trần Đạt ơi, ngày hôm nay nhớ để lại số cho em nhá. Có lẽ là ngày hôm qua em quên đấy. Đấy, nhiều việc quá nên là quên. Nên là ngày hôm nay anh để lại số cho em. Chắc chắn cái tên của anh Giai Trần Đạt sẽ in sâu rồi. In sâu không bao giờ quên anh nhá. Em chào anh Giai Văn Khương nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Trung Trần nhá, 290 thì sắp được rồi anh nhá. Để lại cho em 190 số. Nếu như anh Giai mà đã gọi là thiện chí rồi thì chắc chắn sẽ để cho anh. Đấy, và sẽ mua được xe bên em Trâm nhá. Anh Giai Phú Lê nhá, màu đỏ và cam. Nếu như mà xem nào, anh Giai Phú Lê mà hỏi bán tải mà màu đỏ màu cam thì có màu đỏ cam anh nhá. Có màu đỏ cam là chiếc Isuzu D-Max, nó tầm tiền hơn 500. Hơn 500 một chút anh Giai nhá. Em chào anh Bằng Nguyễn nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Chiếc Innova đời 2015 zin từ lắp dàn cò này em chào bán là 418 triệu và mức giá này thì vẫn còn thương lượng thêm các anh nhá. Ok anh Giai Trần Đạt ơi, xem lại con xe màu đỏ hơn 100 à. Hơn 100 đây anh nhá. Hơn 100 mà em xem là chiếc xe màu đỏ công vụ của anh em đi hàng ngày Kia Morning, để em xem nó nằm ở đâu nhá. Anh Giai chờ em một chút nhá. Để em xem là chiếc Kia Morning siêu xe nó nằm ở đâu đây. Đấy, xem nó có ngoài này không. Cũng là màu đỏ đây nhưng không phải rồi. Không phải rồi cô ơi, xe Morning à. Giữ máy chờ em anh Giai nhá. Chiếc xe công vụ Kia Morning đời 2004. Xe mua của Bộ Tư lệnh ở Hà Nội anh nhá, vẫn còn để nguyên. Và giá của nó chỉ có 146 triệu thôi. Được xe số tự động luôn anh Giai nhá. Giữ máy chờ em một chút, lát em sẽ kiểm tra xem là chiếc Kia Morning màu đỏ nó nằm ở đâu anh nhá. Em chào bác Anh Phương này, em chào bác Ngô Chiến này, em chào bác Nguyễn Thoại này. Anh Giai Trần Đạt giữ máy chờ em một chút nhá. Innova 15307 chưa chốt được anh nhá, chưa chốt được rồi. Em đang chào bán là 418 triệu thì đương nhiên 307 là sẽ không chốt được. Đấy, không thể bớt nhiều vậy anh nhá. Bớt 50 triệu thì thành thử ra là nó quá nhiều rồi. Bớt như vậy đó là quá nhiều rồi, không được anh nhá. Bớt một chút xíu thôi, 10-15 triệu cho bác thôi, chứ còn 3-40 triệu thì chắc chắn là không vào việc được này. Chiếc Vios đời 2015 cho bà con đây nhá. Còn duy nhất tôi hiện tại em còn duy nhất chiếc Vios đời 2015 này.
Số sàn bản E đời 2015. Động cơ là 1.5 có nhá, có màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Máy số zin. Đó, biển 22, xe tư nhân đẹp, màu bạc đẹp, giá chào bán là 345 triệu. Và mức giá này thì vẫn còn bớt thêm nhá. Vẫn còn bớt thêm cho anh chị em nhà mình. Em chào anh Trần Hải này, em chào anh Hà Hùng, em chào anh Nguyễn Tùng, em chào anh Phúc Đàm, em chào anh Phương nhá. Các bác ơi, đẩy thuyền giúp em nào, sắp lên 100 rồi, 97 rồi các bác ơi, 98 rồi. Lên 100 rồi, ngày hôm nay lên được 100 rồi. Đấy các bác, ngày hôm nay đẩy thuyền giúp em hơi muộn nhá. Ok, quá ngon luôn anh Giai Mạnh Cường ơi. Xe thì quá luôn, quá ngon luôn anh nhá. Em sẽ tìm cho anh xem chiếc xe 146 triệu nó nằm ở đâu nhá. Xe công vụ, xe số tự động, bản nhập khẩu Hàn Quốc. Giá chỉ có 146 triệu thôi, ngày hôm nay vừa mới ở đây xong, xem là anh em để đâu rồi. Nếu như có thì sẽ quay cho anh luôn. Đấy, hiện tại thì lại không có rồi, anh em này đang thử xe không nhá. Đang thử xe không có rồi anh ơi. Để lại số điện thoại cho em nhá, em sẽ gửi ảnh cho anh. Em sẽ gửi ảnh cho anh và video xe cho anh xem tham khảo kỹ càng hơn nhá. Lên 130 bát rồi, các bác ơi ủng hộ giúp em nào. Ủng hộ đẩy thuyền giúp em trăm nào, quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Thực sự như chắc là đến tầm 8 giờ kém nó mới là giờ đẹp. Ngày nào cũng tầm 8 giờ kém các bác mới vào tham gia livestream cùng em trăm đông. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bây giờ thì cũng khá là đông rồi nên là em sẽ quay luôn mẫu xe phải nói là cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm và rất là ít xuất hiện trên thị trường nhá các bác nhá. Một chiếc gọi là Hyundai Accent, phân khúc cỡ B, bền lành và tiết kiệm cho bà con. Hơn nữa nó là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc này. Chiếc này nó là đời 2016, nó là phiên bản chót luôn các nhá. Đời cuối cùng của phiên bản nhập khẩu này. Đây anh ơi, anh Giai Hoàng Sửu ơi, xe đây rồi. Đấy, anh Giai Hoàng Sửu hỏi đúng xe rồi. Trời hơi tối một chút nhưng mà anh có thể nhìn thấy nó long lanh đẹp chưa. Đèn pha bi cầu, giải đèn nét định vị ban ngày, biển thủ đô luôn. Chiếc này thì không cần sang tên luôn. Để vậy đi quá là ok nhá. Có màn hình cam lùi đầy đủ, cam hành trình đầy đủ luôn. Xin đẹp cả xe nhá. Máy số zin. Keo chỉ khung sườn đều là zin hết. Đấy, biển thủ đô. Đời 2016, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn. Form dáng đẹp, nội ngoại thất đẹp. Bây giờ sẽ cho các xem phần nội thất nhá. Xe đẹp luôn. Xe này em có thể cam kết check hãng toàn quốc cho bà con luôn. Với dòng nhập khẩu các nhìn này. Nó thiết kế rất là đơn giản luôn. Đấy, thiết kế rất là đơn giản luôn. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Có màn hình cam lùi. Đấy, bác chủ lên màn hình cam lùi rồi. Điều hòa cơm. Hơi tối nhá, ngày mai thì em sẽ cho bác xem cái video chi tiết vào buổi sáng ngày mai. Nội thất này, tấp ly tấp lô đẹp này. Xe 5 chỗ ngồi, ghế da hai tông màu sáng đẹp. Lên trần chống nóng rồi, các bác đi mùa hè thì không sợ nóng nữa rồi nhá. Lên một bộ lót sàn 5D nữa. Đấy, một bộ lót sàn 5D. Tấp ly tấp lô đẹp này. Đấy, keo chỉ zin, keo chỉ thì zin rồi. Đời 2016 nhá, em chào bán là 365 triệu. Đấy, chiếc này 365 triệu và vẫn còn thương lượng thêm cho bà con. Dành cho bác nào quan tâm thiện chí này. Anh Giai Hoàng Sửu nhá. Accent đẹp cho anh đây, ngày hôm nay mới về. Ngày hôm nay mới về, mới cập bến đây, xe đẹp. Một dòng xe bền lành, động cơ của nó chỉ có 1.4 thôi nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, bền lành. Nên lý do vì sao những cái dòng này đến đời những chiếc xe Accent đời từ 2011 máy nó vẫn còn giữ được zin luôn các nhá. Đời 2016 này giữ zin nó là quá bình thường. Đời 2011 em có vài chiếc vẫn là giữ máy zin nhá. Em chào anh Nguyễn Tùng này, ok anh Trần Kim nhá, cảm ơn anh. Cho em xem Innova số sàn. Ok anh Giai Hạ Cường ơi, chờ em một chút nhá. Anh Giai Sơn Nguyễn nhá, Santa Fe em còn 207 thôi. Em chỉ còn 207 thôi anh nhá. Quay xe 58 triệu, ok anh Giai Mai Thức ơi, em sẽ quay 58 triệu cho anh này. Em chào anh Hem Nhung nhá, cảm ơn anh Giai Hem Nhung rất là nhiều. Anh Giai Văn Quang ơi, anh Giai Văn Quang hỏi chiếc xe gì đây? Hỏi chiếc xe gì đời cao hơn chút không vậy à? Không biết là anh Giai Văn Quang hỏi chiếc gì nhá. Ok bác Xuân Mai nhá, em sẽ quay cho anh nhá. Em sẽ quay cho bác Xuân Mai xem Morning này, sau chiếc này quay Morning. Xe 58 triệu cho bà con đây nhá. Matiz đời 205, bản SE có nhá, bản SE nó là bản đủ này. Đời 205 số sàn, xe 5 chỗ ngồi. Điều hòa mát, mọi chức năng hoạt động bình thường, biển thủ đô và mẫu là em chào bán là 58 triệu cho bác đây. Đó, 58 triệu là anh chị em nhà mình đã có thể sở hữu được rồi nhá. Anh Giai Hoàng Sửu ơi, chiếc này là số sàn mà anh ơi. Chiếc này là số sàn anh nhá. Đời 2016 số sàn đây, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Động cơ là 1.4 đây anh nhá. Đây chính là mẫu xe mà hôm trước mà em đã báo qua cho anh đó. Đấy, báo qua cho anh một chút rồi. Chiếc xe Hyundai Accent đây nhá.
Đấy, ngày mai có thể là em sẽ gửi cho anh một chút về hình ảnh chi tiết xe cũng như là video xe để anh xem và tham khảo nhá. À, em sẽ xem nào. Quay cho anh Giai xem, quay cho bác Xuân xem mấy chiếc Kia Morning nhá. Kia Morning có nhiều luôn. Kia Morning thì nó nằm ở bên kia. Đời 2015 này, nếu như mà số sàn thì em có ít thôi bác Xuân ơi. À, số tự động thì có nhiều hơn. Số tự động thì em có vài chiếc cơ. Đây này, ví dụ như chiếc này giá chỉ có 160 triệu thôi, Kia Morning số tự động bản nhập nhá. Đấy, và đi tiếp về bên này để quay cho bác xem số sàn. Không biết là bác xem số sàn hay là xem số tự động, nên là em sẽ quay chiếc số sàn trước nhá. Đây cũng là số tự động này. Morning thì em có nhiều luôn. Thực sự Morning i10 Cruy này, Morning i10 Cruy em có rất là nhiều nhá. Kia Morning đời 2015 đây nhá, bác Xuân Nguyễn nhá. Kia Morning đời 2015 số sàn. Động cơ là 1.25 nhá. Anh Giai Cường Phạm em, Morning Van em có luôn anh nhá. Có Morning Van. Accent 26 ok anh Giai Nhật Hùng ơi, Accent 26 quá đẹp luôn. Các bác mà quan tâm để lại số điện thoại cho em, nát em sẽ gửi ảnh nhá. Chiều nay em đã chụp ảnh rồi. Chụp ảnh chi tiết xe rồi. Ok, em chào anh Giai, lành như đất nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Fortuner 215 em không còn rồi anh Giai Văn Sang nhá. Em có Fortuner 211 thôi anh ơi. Vios 2020 em cũng không còn rồi. Em chỉ còn 2015 thôi anh nhá. Tiếp tục là chiếc Kia Morning đời 2015. Số sàn động cơ là 1.25, xe lắp ráp bản Việt Nam cho bà con. 5 chỗ ngồi, trước này cứng không lỗi. Chỉ có điều là có dịch vụ rồi, nhưng các bác nhìn này. Táp ni táp nô đẹp, đầu đĩa nguyên bản vô lăng. Này, các bác nhìn vô lăng, phần phím còi nó cũng không bị mòn quá, nghĩa là nó cũng không sử dụng quá nhiều nữa nhá. Nội thất ghế da bọc lại đẹp rồi, lót sàn đầy đủ này. Đây, táp ni đẹp cho bà con nhá. Trước này em chào bán là 195 thì để cho bác là tầm 185 thôi. 185 là bán nhá. Chiếc này mời bớt 10 triệu luôn, bớt 10 triệu đồng cho bà con. Màu đỏ đẹp, Kia Morning đời 2015 nhé. À, Kona, anh Giai Văn Quang nữa. Hyundai Kona thì em không còn anh nhé. Em không còn Hyundai Kona rồi. Em quay cho anh xem con xe ở sau con Accent vừa rồi à. Ok, anh Giai tới Nguyễn nhá. Ở sau con xe Accent vừa rồi thì nó là con Cedric anh nhé. Nó là Lacetti Cedric đời 2010. Đấy, giá loanh quanh tầm 250 anh nhá. Anh Giai Phạm Trung ơi, có lẽ anh Giai Phạm Trung nói hơi quá lời rồi anh Phạm Trung nhá. Ca một bài toàn xe đẹp mà không lát gạch lên thì quay bài xe đẹp và lói xe hơn. Anh ơi, cái nền này nó chẳng lói lên cái chất lượng của xe nhá. Cái nền này nó không lói lên chất lượng của xe cả. Quan trọng nó là chất lượng ở trên, nằm ở trên chiếc xe. Giá trị thì nó nằm ở trên chiếc xe nhá. Không phải cứ lót sàn đẹp long lanh hay là lót lát ghế đá mới bóng kính cong thì mới là xe đẹp anh nhá. Nó chỉ là cái phần phụ thôi. Ví dụ như cửa hàng em chưa có điều kiện, em chưa lát nền lên. Đó, em chưa lát nền lên. Và có cái lán như thế này thì đối với em, bên em nó cũng là quá tuyệt vời rồi anh nhá. Có cái để che như thế này thì em cũng đã cảm thấy quá tuyệt vời rồi. Và cái điều tự tin ở đây thì là chất lượng của xe. Đấy, theo như em nghĩ cái điều tự tin mà bên em tồn tại được 150 đầu xe và tháng nào cũng duy trì bán từ 50 cho đến 70 đầu xe, nó nằm giá trị ở những chiếc xe anh Giai nhá. Không nằm ở cái nền này anh Giai nhá, không nằm ở cái nền gạch hay là cái nền đá đâu anh ơi. Nên là có lẽ anh đang hơi sai quan điểm một chút xíu anh Giai Trung nhá. Anh đang sai quan điểm một chút xíu rồi. Đấy, theo như quan điểm của em nó là như vậy nhá anh nhá. Đúng rồi, ok anh Giai, lành như đất nhá. Tập trung vào chuyên môn luôn. Nói chung là các bác mà vào bình luận như vậy thì không vui rồi. Đấy, các bác vào bình luận như vậy là không vui rồi. Chẳng qua thì em chưa có tiền thì em chưa làm được lên thôi. Ví dụ như cũng có nhà cao tầng, nhà thấp. Các bác có nhiều tiền thì các bác ở nhà cao. Đấy, và những bác nào mà chưa có tiền thì mình có thể ở nhà một tầng thôi, hoặc nhà không, nhà thấp, nhà lợp mái thôi. Đấy, quan trọng là cái gọi là cái hạnh phúc ở trong một cái ngôi nhà nhá. Chất lượng xe nó cũng là như vậy. Nên là các bác đừng đánh giá bên ngoài, đừng đánh giá bên ngoài. Vios đời 14-15 em có anh Giai Lam Lê nhá. Đời 2015 số sàn bản E nó khoảng tầm 345 triệu. Chưa giá, nói chung là vẫn còn thương lượng anh Giai Lam Lê nhá. Nhiều xe đẹp quá em ơi, hôm nào mình cũng xem mà mãi chưa có tiền mua. Anh Giai Phan Ngọc ơi, cố lên anh ơi, cố lên anh nhá. Chưa có tiền thì sau này có thì chắc chắn anh em mình sẽ gặp nhau anh nhá. Kia đỏ anh ơi, Kia đỏ này giá 195 triệu anh Giai Hữu Khiếu nhá. 195 triệu và vẫn còn thương lượng để cho bác 185 triệu. Kia Morning đời 2015 số sàn bản lắp ráp Việt Nam, động cơ là 1.25 nhá. Chi Tông anh Giai, máy tính Hải Thơm ơi.
Chi Tông đời 2016, số tự động 2 cầu máy dầu. Trước này cũng là máy số zin, lắp thùng đầy đủ và em chào bán là 470 triệu nhá. 470 và vẫn còn thương lượng thêm. Đấy, vẫn còn thương lượng thêm cho các bác nhá. Anh dai lành như đất ơi, i12 đầu bản đủ đời 2016 có luôn anh nhá. Có luôn. Em có chiếc i10 đời 2016 số sàn, một chủ từ đầu. Đấy, và là phiên bản đủ bản sedan hai đầu màu đen các nhá. Hiện tại thì xe chưa không có ở nhà, anh em mượn đi công vụ rồi nên là em sẽ chỉ báo giá qua thôi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em, anh dai lành như đất ơi. Quan tâm để lại số điện thoại cho em. Bao cho anh các kiểu chiếc i10 2016 luôn, xe mua một chủ từ đầu anh nhá, biển 98 Bắc Giang. Một chủ từ đầu biển 98 Bắc Giang, máy số zin đét luôn. Anh dai lành như đất nhá. Innova số sàn 215 em có, anh dai quyết mạnh, anh dai Nguyễn mạnh nhá, có luôn. Anh dai Văn Huân ơi, chờ em một chút em sẽ quay vai ớt cho anh nhá. Quay cho anh vai ớt luôn. À, bên cạnh chiếc bán tải là mẫu Hyundai Grand i10 cho bà con nhá. Cũng là bản 1.2, bản thiếu, chiếc này nó là bản thiếu này. À, anh dai Quang Đăng ơi. Anh dai Quang Đăng em dịch chưa được anh dai Quang Đăng nhá. Salato, một là Cerato. Đấy, hai là Solata anh nhé, Solata hoặc là Cerato. Em không biết là anh đang mua chiếc nào nên là không biết là anh có hiểu ý của em không. Kia Cerato thì em có bản 1.6 anh nhá, có bản 1.6 này, tự động có luôn. Đời 12, đời 2012 anh nhá. Còn Solata thì em có đời 2009. Solata là Hyundai Solata. Đấy, còn Cerato là Kia Cerato anh nhá. Anh có thể bình luận cho em là Kia hoặc là Hyundai này, em hiểu ý của anh này. Gầm cao số tự động 300 thì có thể mua được xem nào. Captiva anh nhá. Captiva thôi, thực sự Captiva thôi. Ngày hôm nay thì em bán chiếc Eco rồi. Em còn một chiếc Eco nữa, nó cũng phải loanh quanh tầm 4 đồng đổ lại. Đấy, em chào bán 415 thì cũng phải để cho anh tầm 395 hoặc 400 anh nhá. Chứ còn 300 gầm cao thì em nghĩ là hơi khó rồi. 300 gầm cao thì hơi khó một chút anh nhá. Check hãng luôn anh dai Hải Thơm nhá. Check hãng thoải mái luôn anh Hải Thơm ơi. Vai ớt số tự động màu đỏ em không còn rồi các bác nhá. Em không còn rồi. Tiếp tục quay chiếc i10 bản thiếu đời 2018, form mới đẹp, máy số zin này. Chiếc này em chào bán là 299 triệu và vẫn còn thương lượng thêm này. Anh dai Hèm Nhung ơi, i10 2.3 nghìn không xếp, 230. Anh dai Hèm Nhung ấy có luôn. Đối với anh dai Hèm Nhung thì xe nào cũng có. Đấy, xe nào cũng có, tạo điều kiện để cho nó có luôn anh nhá. Ok, anh dai Hạ Cương chờ em một chút em sẽ quay luôn cho anh này. Xpander màu trắng em không còn rồi anh nhá. Anh dai Đam Mê, anh dai Đam Mê gì ơi, i10 số tự động em cũng còn luôn. Còn luôn anh nhá. Có đời 2018 màu đỏ, 2018 màu đỏ bản 1.2, giá loanh quanh tầm 360 370 anh nhá. Tiếp tục là chiếc Hyundai. Hyundai, một đôi Hyundai cho bà con luôn. Đó, chiếc phía trước và phía sau hai em này đều là Hyundai, màu vàng cát và màu bạc nhá. Đời 2011, máy số zin và đều chào bán đồng giá là 345 triệu cho cả nhà mình. Hai chiếc Hyundai Accent cho bà con nhá. Hai chiếc Hyundai Accent đều đồng giá là 345 triệu. Một dòng xe nhập khẩu số sàn nhưng mà luôn luôn là giữ được máy số zin đét. Mặc dù là đời 2011 cho bà con, bởi vì dòng này nó rất là lành. Chiếc này thì này, các bác nhìn này, táp ly táp lô zin, ghế da cũng là zin liền đời luôn, máy số thì cũng zin luôn bà con nhá. Gương kính auto chỉnh điện, cục gương điện cho bác, 5 chỗ ngồi số tự động, giá là 345 triệu. Chiếc này thì đã dán là form dán tem rồi, dán tem nhìn nó khỏe khoắn hơn nhá, khỏe khoắn hơn. Bên đây là chiếc La City Sedic cho bác này, đời 2010. Đấy, 2010, màu bạc đẹp, đèn pha bi cầu, sơn si sạch sẽ rồi, duy nhất chiếc này màu bạc thôi. La răng đúc đẹp nhá. Chiếc này thì gương kính chỉnh điện, cục gương điện cho bà con luôn, giá là 265 triệu, đời 2010. Chiếc này lại chốt rồi, chốt cửa rồi coi nhá. Chốt cửa rồi nên em quay qua một chút bên ngoài thôi. Chiếc này nếu mà nói về đến dòng La City thì không có gì để chê cả, CDX không có gì để chê nhá. Nội thất của nó rất là tươi và đẹp. Giá chào bán gửi tới bà con là 265. Kia Morning em có, anh Bùi Danh nhá, có luôn. Cảm ơn anh Giai Hoàn Ngụy Doan Nguyễn rất nhiều là xem bán tải nhé. Ok anh Giai Văn Hùng nhá. Bán tải đây anh ơi. Mitsubishi Chi Tông đời 2016, số tự động 2 cầu máy dầu. Và mẫu này em chào bán là 469 triệu này.
Đấy, loanh quanh tầm 469 triệu là mức mà em cháu bán. Và đương nhiên khi mà các bác mua nó sẽ còn thương lượng và còn bớt thêm nhá. Tắp mi, tắp nô đẹp rồi, dòng này thì máy số zin, trước này máy số zin nhá. Máy dầu mà giữ được máy số zin thì chứng tỏ là xe cũng không chạy nhiều đâu các nhá. Màn hình cam lùi cam hành trình đầy đủ này. Nội thất ghế da hai tông màu, xe thì thơm phức luôn. Mở ra xe thơm phức luôn, trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, và mẫu này em chào bán là 469 triệu, mức giá công khai cho bà con. Và đương nhiên là vẫn còn thương lượng thêm nhá. Tem dán thể thao đẹp này. Một mẫu xe vừa tiền, nếu như bác muốn mua bán tải đời cao, vừa tiền tầm hơn 400 thì có thể tham khảo Chitone. Dòng Mitsubishi Chitone này nó cũng rất là lành, lên là đến đời 2016 và vẫn giữ được máy zin cho bà con nhé. Xin giá con xe 14A26767 à? Ok anh ơi, em không phải là Mr. Trăm anh Phú Sơn nhá. Em là em Ngọc Trăm Mô Tô. Đấy, Ngọc Trăm Mô Tô anh Giai nhá, đừng quên em. Em là Trăm Lữ, không phải là anh Mr. Trăm Lam đâu anh nhá. Hai cửa hàng khác nhau. Đó, hai cửa hàng khác nhau anh Giai nhá. Biển 14 là có phải chiếc này không? Chiếc này là 86 này, không phải 67 này. Anh Giai Phú Sơn ơi, chiếc gì anh nhỉ? Anh Giai Phú Sơn bình luận lại được không? Mai anh về cửa hàng tư vấn xe tầm 300. Ok anh Giai Tuấn Tú nhá. Cứ alo cho em sẽ tư vấn cho anh. Đấy, nếu như các bác mà có thời gian thì em Trăm xin được trân trọng kính mời tất cả quý hàng thân yêu nhà mình về chợ bên em để tham quan này, xem xe chạy thử cũng như là cảm nhận về chất lượng của xe bà con nhé. Rất là nhiều mẫu xe chật cứng bãi rồi, mấy ngày hôm nay thì về nhiều xe chật cứng bãi rồi. Có luôn anh Giai Hồng Thái nhá, Kia K3 thì màu ghi em không có nhưng em có màu đỏ cho anh. Em có đời 2014 bản 2.0 anh Giai nhá, anh Giai Hồng Thái nhá. Anh Giai Bùi Doanh ơi, Kia Morning đây anh nhá. Lát nữa thì em sẽ tìm lại chiếc xe biển số 14267 cho anh Giai này. Chiếc Kia Morning đời 2016 anh nhá. 216 số sàn, động cơ là 1.25. Chiếc này nó là bản thiếu và lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên các bác có thể nhìn thấy độ lên mâm đẹp rồi. Đấy, độ lên mâm đẹp. Có đèn pha, đèn gầm đầy đủ này. Có màn hình cam lùi luôn các nhá. Thiếu xi nhan gương, thiếu cảm biến và thiếu túi khí thôi. Đấy là không kém gì một chiếc xe bản đủ cả. Giá cho bán là 215 và vẫn còn lộc lá thêm cho bà con nhá. Em chào anh Văn Dũng này, em chào anh Tuấn Đức nhá. Em chào anh Tiến Cao này. Em sẽ tìm cho anh Giai Phú Sơn xem là chiếc nào mà biển 14. Đấy, biển 14 mà lại có gọi là 67 cuối cùng đây. Vừa mới lướt qua đoạn này thôi. Có thể ví dụ các bác mà bình luận cái tên xe ra thì em nhìn nó sẽ dễ hơn. Nhìn sẽ dễ hơn nhá. Còn biển số thì thực sự em cũng không nhớ lắm đâu, bởi vì quá nhiều xe, nếu như mà nói về xe thì xe nào em cũng lắm được trong đầu hết. Đấy, lắm được cả chất lượng của xe cơ, nhưng mà biển số thì không nhớ được rồi nhá. Biển số không nhớ được luôn. Thực sự lại bó tay rồi, anh Giai nhá. Bó tay chiếc biển 14 rồi, không biết là chiếc gì luôn. Rất nhiều xe biển 14 này nhưng không có chiếc nào là biển 67 nên là em sẽ xuống bên này quay này. Anh Giai có thể bình luận lại được cho em không ạ? Bình luận lại này em có thể nắm rõ được hơn rồi. Tiếp tục xuống bên đây coi nhá. Gửi tới bà con chiếc chiếc Chevrolet Cruze nhá. Một dòng xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Chiếc này thì độ form nhiều rồi. Siêu siêu độ luôn, đèn pha bi cầu này, độ mặt cản phía trước, độ đuôi gió thể thao, độ bô on off cũng như là màn hình cam đầy đủ cho bà con nhá. Đời 2016 form dáng thể thao đẹp và giá chào bán là 338 triệu. Chiếc này thì giá vẫn còn thương lượng này. Nói chung là giá vẫn còn thương lượng cho cả nhà mình nhá. 338 triệu cho chiếc Cruze đời 2016. Zin từ lắp dàn cò luôn, máy số zin đét nhá các bác nhá, máy số zin đét luôn. Accent số sàn em có luôn anh Giai Tuấn Tuấn ơi, ngày hôm nay mới về được một chiếc accent số sàn. Em ơi có cho xem xe không em ơi? Anh Hạ Cường ơi, để em nhìn lại xem anh Hạ Cường xem nào. Các bác thông cảm cho em nhé, bởi vì nhiều bác tham gia livestream cùng và cũng bình luận, có thể là em sẽ quên hoặc là bỏ sót thì các bác có thể nhắc nhở lại em nhé, em sẽ quay luôn. Nên là cả nhà mình thông cảm giúp em nhé. Ví dụ như mà em chưa kịp đọc trước bình luận của bác nào thì có thể thông cảm giúp em nhé. Anh Giai Tân Thành cơ khí nhá, có đời cao hơn trăm à? Đời cao hơn trăm thì có số bắc anh nhá, có số bắc luôn. Các ba màu đỏ ok anh Hùng Thái nhá, xong chiếc này em sẽ quay chiếc màu đỏ cho anh này. Con i10 màu đỏ, anh Giai em nhúng ơi, i10 màu đỏ thì đời 2010 đây. i10 màu đỏ đời 2016 số sàn, động cơ là 1.0 xe phiên bản nhập biển tư nhân.
giá là 228 triệu anh nhá. 228 triệu. Bán tải màu trắng thì em không còn rồi anh Văn Hùng nhá. Ok anh Dai lành như đất nhá, chiếc nào cũng muốn mua luôn. Quá là muốn mua luôn anh Dai Hồng Thái, chờ em một chút nhá, chiếc Kia K3 nó ở đầu đằng cuối kia. Đấy là em đang ở đầu bãi đằng này nên là chưa quay được anh nhá. Lát nữa em sẽ quay cho anh xem luôn. Không biết là bác Hạ Cường xem chiếc nào đây, nếu như mà không quay thì lại cảm thấy có lỗi đây. Cảm thấy rất là có lỗi nhưng mà đọc thì lại không đọc được. Không biết là bác Hạ Cường vừa quan tâm chiếc nào. Con số sàn bạc à? Anh Nguyễn Thuật ơi, số con màu bạc nó là Hyundai Accent nhá. Anh Giai Hiền Doan ơi, toàn trong Nam chuyển ra không có đâu anh nhá. Xe toàn đa số là xe ở ngoài Bắc thôi. Ví dụ như con này nó là biển 51 nhưng mà thực sự nó là biển giá thôi anh nhá. Biển giá thôi. Đấy, trước này em rút hồ sơ rồi, nó là ở Hải Phòng, không phải là ở trong miền Nam ra đâu anh nhá. Ok nhá, các bác quan tâm sẽ xem số sàn rất là nhiều. Bây giờ thì em sẽ quay số sàn luôn. Mình muốn mua chiếc xe màu đen hoặc màu Carisai của các loại xe. Ok, anh Văn Khải ơi, màu đen thì chủ yếu cửa hàng em chăm toàn là màu đen luôn anh nhá. Quá nhiều màu đen luôn. Rất là nhiều xe đen. Em chào anh Giai Bùi Danh nhá. Đúng rồi anh Giai Dũng Tiến nha, bên em rất là nhiều xe Cruy luôn. 5 chỗ đời 2017 à, em có 5 chỗ 2017 thì có Mazda 3 nhá anh nhá, có Mazda 3. Anh Giai Hạ Cường ơi, ok anh, em sẽ quay cho anh xem Innova nhá, chờ em một chút này. Accent đây anh Giai Văn Tuấn nhá, quay Accent cho anh Tuấn trước này. Hyundai Accent đời 2016, phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, động cơ được trang bị là 1.4, máy số zin nhá, chiếc này bao chiếc hãng toàn quốc luôn, không lỗi. Kính liền đời, keo chỉ zin, đèn pha vi cầu, màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ anh Giai nhá. Biển Phú Đô. Thực sự chiếc này chỉ các bác mà quan tâm ấy thì chỉ gọi là còn thương lượng về giá thôi, chứ còn chất lượng xe thì em cam kết tuyệt đối các bác luôn. Cam kết tuyệt đối luôn nhá, chiếc Accent này. Máy số zin đét rồi, không có gì để chê cả. Tất cả đều còn nguyên. Ví dụ kính thì các bác về nhìn qua cũng đã thấy là kính zin liền đời rồi. Lên là có nói cũng không được nhá các bác nhá. Con ý mà số tự động thì tuyệt vời. Đúng rồi anh em Nhung ơi, con này nó lại là số sàn anh nhá. Số tự động thì em có đời 2011, đời nó thấp hơn một chút. Đấy, thấp hơn một chút, có đời 2011, số tự động động cơ cũng là 1.4 anh nhá. Vios đời 16, 17 em không còn rồi, em chỉ còn đời 2015 thôi. Ok anh đây Hà Văn ơi, bán chịu luôn anh nhá, bán chịu luôn. Vios đời 2012 anh Đinh Hiệp ơi. Ngày hôm nay vừa về chiếc Vios bản limo đời 2010 giá là 196 triệu thôi anh nhá. 196 triệu thôi. Là đã có thể dinh được về rồi, rất là nhiều luôn. Innova cho bà con đây nhá. Innova đời, chiếc này đời 2014 rồi. Đấy, form dáng đẹp. Chiếc này thì gần như là được các bác lựa chọn. Chiếc này 2012 được các bác lựa chọn về để chạy dịch vụ khá nhiều đây. Chiếc này mang biển tư nhân nhưng mà có dịch vụ rồi các bác nhá, có dịch vụ rồi. Dòng xe này gần như sinh ra để cho các bác phục vụ, gọi là vừa đi gia đình vừa phục vụ dịch vụ rồi. Nếu mà nói xe mà không dịch vụ thì lại điêu quá nhá, điêu luôn. Có dịch vụ, đấy, chiếc Innova đời 2012 bản E. Bản E thì nó chỉ có một túi khí cho cả nhà mình thôi. Xe 7 chỗ ngồi màu bạc đẹp. Xe đẹp, cứng, không lỗi. Các bác nhá, xe đẹp, cứng, không lỗi, có thể check thoải mái luôn. Vô lăng đẹp, các nhìn vô lăng này. Tích hợp túi khí, nó chỉ có duy nhất một cái túi khí ở bên ghế lái thôi. Nội thất ghế da bọc lại tông màu da bò rất là đẹp. Và cái phần nội thất của chiếc này nó là màu xám nên nhìn nó sang và sạch sẽ luôn nhá. Sang và sạch sẽ luôn, màu này nó đều xe. Top ni, top nô đẹp này. Chiếc này ví dụ nhà bác nào có trẻ nhỏ mà bôi ra nó cũng không lộ bẩn đâu. Đời 2012 giá là 345 triệu cho cả nhà mình nhá. Hiện tại thì em có rất là nhiều, rất là nhiều Innova. Ngày hôm nay thì cũng chốt, mấy ngày hôm nay chốt 4 chiếc Innova rồi nhưng mà vẫn về nhiều. Xe về thêm nhiều nhá. Morning tầm tiền 230 có luôn anh Mạnh Thường nhá. 230 thì anh có thể mua được số tự động thoải mái rồi, anh Giai nhá. Có Kia Morning đời 2010 số tự động phiên bản nhập máy số zin. Nó loanh quanh tầm 228 triệu anh Giai Mạnh Thường nhá, giá vẫn còn bớt thêm. Xpander em không còn rồi anh Đình Hà nhá, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhiều xe đẹp, em chăm tư vấn nhiệt tình. Cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn rất là nhiều nhá. Ok anh Giai, taxi sân bay ơi, Vios 215 số sàn giá là 345 triệu anh nhá. 345 triệu vẫn còn thương lượng thêm. Anh Khánh Vũ này, Mazda 3 S, Mazda 3
Mazda 3 đời 2017 cuối 2017 có phanh tay điện tử giá là 535 triệu anh nhá. 535 triệu. Ok anh Dây Thanh Tú ơi. Accent đời 2016 số sàn nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn giá là 365. Đấy vẫn còn thương lượng thêm nhá. Kia Sorento em chỉ có màu đen thôi, em không có màu đỏ anh nhá. Cảm ơn anh Dây Thanh Tú nhá. Anh Dây Thanh Tú nhá, Accent 365 triệu và vẫn còn thương lượng thêm. Anh Dây Thanh Tú nhá, 365 triệu vẫn còn thương lượng thêm. Anh quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn thêm cho anh. Tư vấn thêm cho anh. Phía đằng này còn rất là nhiều xe em chưa báo giá luôn. Thực sự nãy giờ cứ loanh quanh chưa báo giá này. Kia Morning tầm 200 triệu thì anh có thể tham khảo chiếc này này. Kia Morning đời 2008. 2008 một chủ từ đầu. Máy số zin đét luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn, số tự động động cơ là 1.0, xe 5 chỗ ngồi. Mẫu này thì em chào bán là 198 triệu này. Trước này ngày hôm qua báo giá cho bác ở trên live thì chốt luôn. Chốt luôn ngày sáng nay là các bác cọc luôn rồi nhá. Trước này thì cũng là đời 2008 nhưng mà màu trắng. Nếu như quý chị mà hợp màu trắng thì các bác có thể tham khảo trước này. Đấy và hợp màu xanh thì lấy chiếc màu xanh vừa em quay nhá. 2008 số tự động động cơ 1.0 và giá cũng loanh quanh tầm 195 đến 198 triệu và vẫn còn thương lượng thêm nhá. Anh Dây Mạnh Thường nhá, Kia Morning đây. Một đôi Kia Morning luôn anh nhá. Đổi ngang Vios lấy Innova không à? Anh Dây Hạ Cường ơi, quan trọng là anh đổi trước nào. Đấy đổi đời bao nhiêu? Ví dụ anh em mình mà anh thiện chí rồi thì anh em mình trước tiên là kết nối này, kết nối Zalo sau đó là gửi cho nhau một chút ảnh đi. Đấy, em xem ảnh xe anh thì mới đánh giá được, xong là em sẽ gọi là làm cho anh một cái mức giá hợp lý anh Dai nhá. Quay Vios 12 nội thất. Anh Dai Đinh Hiệp ơi, em không có Vios 212. Em chỉ có 2010 thôi anh Đinh Hiệp nhá. Có 2010 bản limo. Đấy 2010 bản limo màu đen giá 195 triệu anh nhá. Bán tải em có anh Quách Phong nhá, có Chi Tông. Chi Tông đời 2016 giá là 470 triệu. Đó và Mazda MT-50 2015 số tự động một cầu giá là xem nào 458 triệu anh nhá. 458 triệu. Chiếc Innova này ngày hôm nay chốt rồi này. Ngày hôm nay chốt xong. Tiếp tục bên đây là chiếc Kia Morning cũng vừa mới về, thực sự về nhiều luôn. Về liên tục cho bà con những cái dòng xe nhập khẩu số tự động và loanh quanh tầm 200 lùi nhá. Chiếc này thì chỉ có giá 175 triệu cho bà con thôi. Kia Morning đời 2007 số tự động. Động cơ 1.0 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn. Màu trắng và em chào bán là 175. Và mức giá này thì em vẫn còn bớt thêm. Vẫn còn bớt thêm cho anh chị nếu như mà quan tâm thiện chí này. Bên đây cũng là chiếc Morning nữa tầm 230 đổ lại đây. Morning đời 2010 bản X, bản SLX thôi nhá. Bản SLX mà đủ đấy. Có giá chào bán gửi tới là 228 triệu. Đời 2010 mấy số zin. Anh Thế Thường nhá, Vios thì chỉ có đời 2010 thôi. Anh nhá, vay ớt chỉ có đời 2010 thôi, không có đời 22. Ok anh Dây Hoàng Thái này, đi tìm Innova, đi tìm K3 để quay cho anh này. I10 đời 14 bản đủ thì em lại không còn anh Lê Số nhá. Bán rồi, chiếc 15 cũng bán rồi, bán hết rồi. Vay ớt màu đỏ số tự động em không còn này. Camry 11 em cũng không còn luôn. Anh Dây Hữu Nguyễn nhá, Camry đợt này em lại nhớ rồi. Anh Thanh Tú ơi, Accent thì đương nhiên là nó dành cho các bác để chạy dịch vụ mà. Đấy, sinh ra là dành để cho các bác chạy dịch vụ mà. Nên là nó sẽ có dịch vụ, có thể là vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ. Em mua của một anh Dai là em nghĩ là chắc là sẽ có một chút dịch vụ. Đấy, anh Dai là đi chợ nên khả năng là sẽ có dịch vụ nhá. Chất lượng xe là ok. Đấy, anh mà đã gọi là ưng ý rồi thì kết bạn Zalo cho em sẽ quay trực tiếp cho anh xem luôn. Xem những cái phần tắp ly, tắp lô là mình biết được xe còn ok không anh nhá. Em xem là chiếc K3 ngày hôm nay vừa mới về đâu à? Xem là chiếc K3 ngày hôm nay vừa mới về đâu với nhá. Accent đây, K3 màu đỏ, xem là ở dưới này xem nào. Kia K3 màu đỏ nhá. Đây rồi. Kia K3 màu đỏ đây. Kia K3 đời 2014 màu đỏ đẹp. Phiên bản 2.0. Đấy, chỗ này là bản 2.0 cho anh Dai nhá. Biển 17 Thái Bình. Xe đẹp luôn. Với Kia K3 thì chắc chắn là các bác nhìn đã yêu rồi. Gãy số thể thao này, cửa lóc, rồi điều hòa auto. Đấy các bác nhìn này, ga tay tự động, cruise control đây, xét cộng xét trừ các bác này. Tích hợp túi khí này, màn hình cam đầy đủ, điều hòa auto tự động, đề lộ start top nhá. Kia K3 thì khi mà được sở hữu thì nó quá tuyệt vời rồi. Chiếc này rất là bản 1.6 anh nhá.
1.6 là à, chiếc này bản 2.0, quên mất vừa mới nói xong. Cửa sổ trời, ghế chỉnh điện. Đấy, gương kính auto chỉnh điện, cụp gương điện luôn. Nhớ ghế hai vị trí này. Đấy, nhớ ghế hai vị trí này. Chống trơn trượt điện tử này, hỗ trợ chế độ chống trơn trượt điện tử, lót sàn đầy đủ. Màu đỏ đời 2014, số tự động bản 2.0 và giá chào bán là 448 triệu anh nhá. 448 triệu vẫn còn thương lượng thêm. Đấy, dành cho anh chị em nhà mình quan tâm thiện chí trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Đấy, Kia K3 đây anh Giai nhá. Em chào anh Giai Văn Hồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, anh Giai Văn Khải này em sẽ quay bắt cho anh luôn. Anh Giai Lê Quang nhá. Trả góp thì đời 2015 trở lên. Đời 2015 trở lên và giá tiền từ 300 trở lên là sẽ làm góp được anh Lê Quang nhá. Ok, anh Giai Mạnh Thường này, Vios này em sẽ quay luôn cho anh nhá. Vios đây. Anh Giai Hồng Thái nhá. K3 đời 2014 bản 2.0, số tự động màu đỏ đẹp và giá chào bán là 448 triệu. Đấy, 448 triệu. Ngày hôm nay thì like cố cho bác, ngày mai thì em xin phép nghỉ rồi. Ngày mai thì em xin phép nghỉ rồi nên ngày hôm nay thì các bác mà quan tâm mỗi nào bình luận nhá. Bình luận trực tiếp em sẽ tư vấn nhiệt tình cho bà con này. Trước này Vios đời 2010 và limo vừa mới về luôn. Tâm này tâm lô đẹp, trước này thì cũng đẹp và cứng xe. Đời 2010 giá là 196, em quay cho các bác xem nội thất. Form dáng thì nó vẫn là vậy nhá, nhìn qua các bác đã biết sơn si rồi. Form dáng vẫn vậy, chủ yếu là tắp ly tắp lô thôi. Xem là các bác có chấp nhận là cái tắp ly tắp lô như này, quá là ok rồi đúng không ạ? Sạch sẽ này. Đấy, đời 2010 giá là 196 triệu nhá. 196 triệu. Để cho bác 190 triệu thôi là đã dinh được Vios đời 2010 rồi. Một dòng xe cực kỳ bền và lành luôn. Đấy, bền và lành luôn. Bản sedan hai đầu động cơ là 1.3 nhé. Bản limo thì động cơ của nó là 1.3 cho các bác này. Bác nào quan tâm mẫu nào bình luận trực tiếp trên live em sẽ tư vấn nhé. Fortuner 2015 thì em lại không còn rồi anh Giai Hoàng Đỗ ơi. Em có Fortuner 2011 thôi. Kia Morning 2018 em bán rồi nhé. Chiếc nào dưới 100 triệu thì có thể tham khảo Spark. Anh Giai Sam Yến nhé. Tham khảo Spark luôn. Chiếc Chevrolet Cruze đời 2011 số sàn. Động cơ là 1.6 và giá chào bán là 245 triệu nhá. 245 triệu cho cả nhà mình này. Ngày hôm nay thì tiếp khách cũng khá nhiều nhá. Cảm giác là cũng đuối rồi. Đuối hơn mọi ngày rồi. Mặc dù là các bác vẫn tham gia live stream cùng em nhưng mà đuối hơn mọi hôm rồi. Nên là có lẽ ngày hôm nay thì em sẽ lại xin phép các bác là nghỉ sớm một chút thôi. Ngày mai thì chắc chắn là xin các bác nghỉ rồi. Ngày mai chắc chắn xin các bác nghỉ rồi. Rất là tiếc luôn. Bởi vì bình thường gần như là có công việc gì thì em Trâm cũng không bao giờ bỏ live stream. Không bao giờ bỏ live stream để báo giá tới toàn thể quý cô bác và quý bà con. Nhưng ngày mai là công việc rất là bận luôn. Rất là bận luôn. Nên là chắc chắn là ngày mai em sẽ không lên sóng live nhá. Cả nhà mình quan tâm mẫu nào thì vẫn cứ iBook cho em bình thường. Số hotline em ghi ở cuối bài rồi đó nhá. Bác nào quan tâm thì có thể iBook trực tiếp cho em, liên hệ cho em. Hoặc là để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay đã ủng hộ và đồng hành cùng em Trâm đến cuối live stream nhé. Xin chúc cho cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ bên những người thân yêu của mình. An lành, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào 19 giờ tối ngày kia. Xin chào.